Sau những ngày ở ẩn, nam em đã xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV Gái Nhà Lành của chị gái Nam Anh. Nàng hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện cùng người yêu và hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Cụ thể, nam em diện đầm cúp ngực tôn dáng, còn Hữu Cường mặc áo sơ mi kết hợp quần tây, đôi tình nhân khoác tay nhau khi vừa đến nơi, thấy ống kính hướng về mình, cả hai không chụp hình chung, hạn chế tương tác. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam em công khai xuất hiện cùng nửa kia, hậu lên tiếng xin lỗi vì loan lùm xùm đời tư. Tuy nhiên khi được mời chia sẻ, nam em vẫn nhận lời, cô thẳng thắn kể về cảm xúc khi nghe tin Lệ Nam làm ca sĩ. Nam em rất lo và thương bà Lệ Nam vì chính mình cũng đã đi hát, đã làm MV nên rất hiểu sự vất vả của nghề vì mình cũng trải qua hết tất cả những giai đoạn đó. Tuy nhiên ngay lúc này thì nam em thấy vui và tự hào về Lệ Nam. Nam em hoàn toàn ủng hộ việc đi hát của Lệ Nam, thậm chí còn lấp lửng. Hiện tại, nam em nếu không đi hát nữa thì giờ cũng đã có Lệ Nam đi tiếp hành trình này. Chúc Lệ Nam luôn tự tin, vững vàng, tin vào giá trị của bản thân giống như Lệ Nam đã từng nói đó. Hãy đội vương miện của chính cuộc đời mình. Nam em cũng vui vẻ gợi lại câu chuyện Lệ Nam chia sẻ trước đó trong buổi ra mắt MV rằng Lệ Nam không thích hát cover mà thích làm điều gì đó mới mẻ. Nam em trêu, bà nói vậy là đá xéo tui hả bà, tui toàn hát cover không nè. Lệ Nam cười giòn tan và đáp trả, Lệ Nam không có ý đó, chỉ đơn giản là mình đã thử hát rồi, thấy không hát hay bằng nam em nên mình tự đi tìm lối đi riêng, khỏi đụng nam em. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện cưới xin sắp tới của mình và bạn trai, nam em từ chối chia sẻ, cô cho biết khi nào có tin vui sẽ thông báo rộng rãi. Nam em công khai bạn trai người Hải Phòng, hơn cô 14 tuổi, kinh doanh đồ phong thủy một tháng trước. Cô nói lần đầu gặp Hữu Cường, cô ấn tượng với hình xăm mặc pháp phục cùng đôi bàn tay đẹp của anh. Theo ca sĩ, bạn trai chiều chuộng cô, ở cạnh anh, cô cảm nhận mình như đứa trẻ, được nâng niu, yêu thương hết mực. Nam em thừa nhận trước kia nhiều người sẵn sàng cho tiền và danh phận, nhưng cô đều từ chối vì muốn tìm tình yêu đích thực. Cô từng có ý định từ bỏ nghệ thuật khi xung quanh mình xảy đến nhiều ồn ào, nhưng khi gặp bạn trai, mọi thứ thay đổi. Anh hiện là quản lý, đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống. Hiện cả hai đã gắn bó được hơn 6 tháng, dự kiến kết hôn tháng 4 năm 2024. Về phía Hữu Cường, anh quyết định công khai tình cảm với nam em vì muốn đồng hành cùng cô sau những tổn thương trong quá khứ. Anh khẳng định không sợ sự khắc nghiệt, thị phi khi yêu mỹ nhân 27 tuổi. Doanh nhân cho biết giữa anh và nam em nhiều lần tranh luận, giận hờn nhưng vẫn chọn gắn bó bên nhau. Tôi nói với cô ấy là khi nào em cảm thấy sự cống hiến cho nghệ thuật không còn ý nghĩa thì hãy để anh lo cho em danh phận, hào quang ở lĩnh vực khác. Anh nói, nam em tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, cô đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 và top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, top 8 Miss Earth 2016, top 10 Miss World Việt Nam 2022. Cô cao 1m72, số đo 3 vòng, 85-60cm, người đẹp hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh.